Xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Panasonic BM75. Dàn này full chức năng, gồm có 5 CD, 5 MD, tất cả đều hoạt động ok. MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc trên đĩa này. Bên em có bán MD và nhận chép nhạc theo yêu cầu. Ca thích ca sĩ hoặc thể loại nhạc như thế nào thì liên hệ, em sẽ chép nhạc vào đĩa theo ý thích của mình. Chiều cao của loa là 26 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 50 cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng 25 m². Hàng em bán ra nguyên bản nguyên zin, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Nhà mình có ổn áp, mình có thể lấy điện 100 đến 110V từ ổn áp ra sử dụng cho bộ dàn. Còn không thì có thể mua kèm cục đổi nguồn. Giá bán cục đổi nguồn là 200.000. Khách nào có nhu cầu mua kèm dàn thì liên hệ em. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Đây cũng là số Zalo bên cửa hàng em luôn. Khách nào có nhu cầu mua dàn thì cứ điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo cho em sẽ tư vấn chốt hàng và ship hàng tặng nơi cho mình. Cho địa chỉ là em ship hàng tặng nhà. Mua bộ dàn này thì vui lòng cọc cho em 500.000. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Khi các anh nhận hàng thì vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Em bán hàng không bao ship. Nếu các anh không muốn chuyển cọc thì vui lòng chuyển đủ 100%. Em sẽ tặng cho mình một nhựa dây kết nối điện thoại hai đầu AV ra 3.5. Bây giờ mình sẽ quay mặt sau nha. Điểm độc đáo của bộ dàn này nằm ở mặt sau, vì phía sau loa nó có một cái súp bát là 10 cm, loa phía trước là bát chép, phía sau là một cái súp như vậy, nên hỗ trợ rất tốt, dễ âm trầm cho mình. Mình có thể nghe nhạc vàng, nhạc trẻ hay nhạc đen đều ok. Đây là tổng thể mặt sau nha. Ngoài có cái súp phía sau ra thì trên dàn có hỗ trợ optical in dùng giải mã DAC kết nối mắt TV qua tín hiệu quang, giải mã 24 bit kết nối mắt TV để cải thiện chất lượng âm thanh nhà mình thông qua TV. Đây là ngọt ao ít, hai đầu AV ra 3.5, chuyển đủ 100%, em sẽ tặng mình nhà dây này. Mình có cả ngọt in lẫn ngọt ao. FM tần số là 90, công suất âm ly là 58W, công suất của loa là 120W trên cặp loa, tức là 60W một thùng. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn nha. Các nào mua hàng thì cứ liên hệ em, cho em địa chỉ, cọc cho em hoặc chuyển đủ thì em sẽ xếp hàng tặng nơi cho mình. Phía sau có giải mã, rồi có ngọt ao ít, rồi lo có sub thì phía trước này mình có thể chỉnh được chế độ lọc âm equalizer, 3D equalizer và nhiều tùy chỉnh khác. Đây em mở đây, các anh thấy nè, rất là độc đáo, nó trường cái mặt ra như vậy, có rất là nhiều tùy chỉnh. Các anh thấy không, đây là một bộ dàn mà em nghĩ rất xứng đáng để mình mua. Còn cái lo đó là phải bị dính dơ nha, vận chuyển từ Nhật về nó dính dơ. Bây giờ em mở khai lại một lần nữa cho mình xem, rất độc đáo. Trên đây nè, rất là nhiều tùy chỉnh mà cái đèn nó chạy lúc nhạc lên nó rất là hay nha. Bây giờ mình sẽ test thử, đầu tiên là nhạc qua chức năng CD, sau đó sẽ là MD và cuối cùng là kết nối điện thoại. Các nào muốn chip MD, các nào muốn chip đĩa MD, chip CD theo yêu cầu thì liên hệ em. Em vẫn chép nhạc vào đĩa CD theo yêu cầu các anh được nha. Các anh thích bài hát nào cứ liên hệ, em sẽ chép đúng ý thích của mình vào đĩa MD lẫn CD luôn. Rất là dù
sao anh cũng về, mông xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời. Tiếp theo đây em sẽ test nhạc qua chức năng MD nha. Em sẽ lấy CD ra cho mình xem. Đây. Rồi đây chẳng tranh trách xuyên ánh quang mạnh, trời đã mưa rồi đây, mưa trên xóm xa ánh đô thành, đường ngoài kia không xôn xao không đẹp vì đèn màu, ôi đường dài hun. Tiếp theo em sẽ test nhạc qua chức năng kết nối điện thoại. Ở đây nó sẽ có CD, MD, FM, AM và selector nè. Mình nhấn vào đây. EXT, analog in là kết nối điện thoại, digital in là giải mã DC. Bây giờ mình sẽ trở về analog in để nghe nhạc qua điện thoại nhé. Đây. Vậy là dàn đã full chức năng. Em đã test đủ 3 chức năng cho mình rồi. Các nào gặp mua hàng cứ liên hệ 0931008099 để em chốt hàng cho mình nha.